Chiều tối mùng 10 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy xe dường nằm khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1. Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, xe khách biển kiểm soát 36B-023 lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến quốc lộ 1, đoạn qua xã Phan Ri Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thì bất ngờ bốc cháy. Ban đầu, các hành khách trên xe nghe mùi khét và hô hoáng cho tài xế dừng lại. Ngay lúc này, lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội từ trong thân xe. 42 hành khách và 4 người của nhà xe khẩn trương rời xe trong hoảng loạn. Sau đó, chiếc xe bốc cháy rất nhanh và thiêu rụi hoàn toàn hành lý cũng như thân, vỏ xe. Ngay khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gần đó đã điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt để dập lửa. Ghi nhận ban đầu, các hành khách trên xe đều thoát thân an toàn. Vụ cháy gây ách tắc cục bộ một hướng tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Bắc Bình. Đến 17 giờ cùng ngày, khi đám cháy được khống chế hoàn toàn, xe cộ lưu thông bình thường qua quốc lộ 1 khu vực này. Được biết, xe khách biển kiểm soát 36B023 do lái xe Lê Quảng Dương, 39 tuổi, trú Triệu Sơn Thanh Hóa điều khiển.